Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Điện Máy Ruby. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ âm thanh sân khấu sự kiện. Với bộ dàn âm thanh này, quý vị có thể phục vụ lượng khách từ 250 đến 300 khách. Cấu hình dàn loa gồm có một cặp loa cột của Ruby, loa được trang bị hai loa bass 30 neo và một loa treble neo 850 cho chất âm rất rõ ràng và tiếng đi xa. Loa có trở kháng 4 ohm, cho ra công suất lên đến 1600W. Kế đến là một cặp loa sắp đơn 50 hỏa tiễn của Ruby, loa sử dụng bass 50, trở kháng 8 ohm, cho ra công suất lên đến 1300W. Kế đến là một bàn mixer Dynacord CMS-1000 nhập khẩu loại 1, Echo và Reverb rất hay, bàn này có 10 line kết nối. Kế đến là một đầu quản lý nguồn điện Ruby DS802, có 8 line sau và 2 line trước. Và kế đến là một con có số BE260 để xử lý tín hiệu âm thanh. Và kế tiếp nữa là một bộ mic Ruby R79 chuyên sự kiện rất là hay. Vâng, với dàn âm thanh này thì bên mình chỉ cần sử dụng một con main 4 kênh Ruby R4x1800S có công suất 1600W trên một kênh. Hai kênh mình đánh cho hai loa cột, hai kênh mình sẽ đánh cho hai loa sub. Với cái dòng main này thì được rất nhiều anh em tin dùng rồi. Vâng, với cái dàn máy đơn giản như vậy thì mình chỉ cần ghép một cái tủ máy là tủ 12U là ok rồi quý vị và các bạn ạ. Vâng, full cái bộ này thì giá thành chỉ có 56 triệu. Vâng, chỉ có 56 triệu đồng mà thôi. Đó, sở hữu ngay full bộ âm thanh đám cưới sự kiện rất là tuyệt vời luôn. Và không để quý vị và các bạn chờ lâu nữa, quý vị và các bạn vui lòng nghe nhé. Trên dốc đó tôi tình cờ quen nàng, ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời, một hình hài một vài giờ phút. Tôi muốn nói nên dọn lời em đêm,
vai em bằng con tim một người yêu em. Trưa nắng cháy sờ gió núi sờ sóng khơi tan vỡ màu nên tôi nghẹn lời bước cuộc đời vạn phần lẻ loi. Vâng, vừa rồi chúng tôi đã test cho quý vị và các bạn nghe những dòng nhạc Dizzy và dòng nhạc Bonero hát hòa một vài câu trên cái bộ âm thanh sân khấu này. Quý vị và các bạn có những cảm nhận gì xin cứ để lại bình luận phía dưới. Mọi thông tin chi tiết xin quý vị và các bạn liên hệ số điện thoại hiện trên màn hình của điện máy Ruby số 16A, đường Cây Keo, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và xin hẹn gặp lại những video.